Lại nói lúc bấy giờ Trung Nhạc trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn không có biện pháp xóa đi lạc ấn côn thần trong đám thần binh côn tộc này. Nếu không thể lau đi những lạc ấn này, cầm trong tay chính là hành động tìm chết. Chỉ cần tâm niệm những thần binh tế luyện thần binh vừa động, sẽ có thể thôi động thần binh mà chu diệt người. Tu vi thực lực của ta vẫn còn chưa đủ. Trung Nhạc lắc lắc đầu, thu hồi hết thảy những thần binh côn tộc này vào trong cây đèn đồng, chỉ lưu lại 3 kiện thần binh của Xà Văn Cử. Lúc Xà Văn Cử tế khởi độc nha nhẫn giết ta, một kích kia thật sự kinh diễm. Độc nha nhẫn còn chưa đâm trúng ta, đã khiến cho ta có cảm giác đại não chính mình đã bị độc nha nhẫn đâm trúng rồi. Loại công kích phương diện tinh thần này thật là rất hiếm thấy. Trung Nhạc giơ độc nha nhẫn lên tinh tế quan sát, chỉ thấy kiện thần binh này cũng giống như lão nhẫn của Long Nhạc, đều là do răng của yêu thần chế tạo thành, chỉ là chất liệu của độc nha nhẫn so với lão nhẫn còn tốt hơn một chút. Đại khái là vì thực lực của Xà Văn Cử so với chủ nhân của lão nhẫn còn cao hơn một bậc. Hơn nữa, độc nha nhẫn còn ẩn chứa kịch độc, độc tính cực mạnh, thậm chí có thể làm tê dại cả thần ma. Hai cây độc nha nhẫn tuyệt đối là một đại sát khí. Xem ra Long Nhạc lại có thêm binh khí rồi, cộng thêm Lưu Nhẫn đang ngày đêm tế luyện, chính là ba thanh thần đao tuyệt đối có thể đặt chân tại yêu tộc được rồi. Trung Nhạc thu hồi hai cây độc nha nhẫn, lại quan sát xà thần mâu. Đầu mâu tách ra làm hai, vô cùng sắc bén, trên xà mâu còn có phủ đầy móc câu. Hắn huy động xà mâu một hồi, sau đó lắc lắc đầu. Kiện thần binh yêu thần này cũng không thích hợp với hắn, sau khi tế khởi thôi động rất không thuận tay. Hơn nữa, hắn tu luyện chính là thần ma thái cực đồ, phương diện pháp lực yêu tộc chỉ chiếm tỷ lệ rất ít, không thể thôi phát uy lực của xà thần mâu tới trình độ lớn nhất. Cô Hồng sư huynh có nguyên thần thần linh yêu tộc, còn đang thiếu một kiện thần binh. Kiện yêu thần binh này đưa cho hắn chính là thích hợp nhất rồi. Hắn thu hồi xà thần mâu, lại quan sát thi thể của Xà Văn Cử, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phương hướng tu luyện của xà tộc trong yêu tộc thường thường đều là theo đuổi con đường hóa xà thành giao, tu thành giao long, sau đó mới có thể tiến thêm được một bước. Ví dụ như Xích Luyện Nữ và Liên Tâm đều là đại xà biến thành, thời điểm các nàng tu luyện tới pháp thiên cảnh liền khó có thể đột phá, cho nên phải tìm con đường hóa thành giao long. Mà sao Xà Văn Cử không có hóa thành giao long, trái lại dùng nhục thân đại xà đã có thể tu thành thần minh như vậy? Lúc này thanh âm của Tân Hỏa đột nhiên vang lên. Nhạc tiểu tử, trong cơ thể tôn xà thần này có được một chút huyết mạch Hoa Tư Thị, đối với ngươi chính là vô cùng hữu ích cả. Sao, huyết mạch Hoa Tư Thị ư? Tinh thần Trung Nhạc chấn động một cái, thất thanh nói. Khó trách hắn có thể tu thành yêu thần, hóa ra là đã thức tỉnh một bộ phận thần huyết Hoa Tư Thị. Hoa Tư Thị là tiên tiên thần xà, Lôi Trạch Thị là tiên tiên thần long, cả hai chủng tộc này đều là chủng tộc ngang hàng với Phục Khí Thị, một thành viên trong Bát Đại Hoang tộc. Tổ tiên của Phục Khí Thị chính là con cháu của Hoa Tư Thị và Lôi Trạch Thị, bởi vậy đồng thời có được huyết mạch của Hoa Tư Thị và Lôi Trạch Thị, cho nên mới cường đại dị thường, khai sáng ra thời đại địa kỷ. Trước đây lúc Trung Nhạc còn chưa giải khai phong ấn huyết mạch trong cơ thể, đã từng dùng mấy giọt thần huyết tổ long để đề thăng huyết mạch Phục Khí trong cơ thể mình, đạt được chỗ tốt cực lớn. Mà tổ long chính là Lôi Trạch Thị, chỉ là Hoa Tư Thị trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới Xà Văn Cử lại là đại xà dị chủng, mang theo một bộ phận huyết mạch Hoa Tư Thị. Tân Hỏa tinh tế cảm ứng nói, nồng độ huyết mạch Hoa Tư Thị trong cơ thể hắn ta rất thấp, nhưng ở trên tổ tinh cũng đã tính là rất không tầm thường rồi. Ngươi lấy ra nội đan yêu thần của hắn đi, sẽ có thể chiết xuất ra huyết mạch Hoa Tư Thị từ trong nội đan của hắn, để cho huyết mạch Phục Khí của chính mình tiến thêm được một bước kìa. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, trái tim bang bang nhảy loạn, tinh thần lực khẽ động tiến vào thức hải của Xà Văn Cử, lấy ra nội đan yêu thần. Chỉ thấy quả nội đan yêu thần này so với quả nội đan thú thần lúc trước hắn đạt được thì hơi nhỏ hơn một chút, nhưng lúc Trung Nhạc đạt được nội đan thú thần, tinh khí trong đó đã xói mòn đi không ít, mà quả nội đan yêu thần này lại vẫn còn ở trạng thái đỉnh cao, tinh khí vẫn chưa xói mòn, bởi vậy năng lượng ẩn chứa trong đó nhiều hơn nội đan thú thần gấp bội. Quan trọng nhất chính là khí huyết trong khoảng nội đan này đã trải qua Xà Văn Cử thiên truy bích luyện, không còn chút tạp chất nào, khiến cho hắn chiết xuất ra huyết mạch Hoa Tư Thị lại càng dễ dàng hơn. Đã có khoảng nội đan này, nồng độ huyết mạch Phục Khí của ta nhất định sẽ có thể tiến thêm được một bước.
Tâm niệm trung nhạc khẽ động, thu nội đan yêu thần vào trong thức hải của chính mình, không ngừng luyện hóa. Chỉ thấy năng lượng cuồn cuộn phóng vọt tới, toàn thân thư sướng, mà nồng độ huyết mạch phục khí của hắn cũng đang chậm rãi để thăng. Già Văn Cứ thật sự là phúc tinh của ta mà. Trung nhạc không khỏi cảm khái, tràn ngập cảm kích đối với tôn yêu thần đã chết oan này. Hắn ngàn vạn dặm đưa tặng nội đan, đây là tinh thần kính dâng, siêu việt giới hạn chủng tộc, đẳng cấp nào đây? Năm tòa bí cánh của Xà Văn Cứ ngược lại có thể luyện hóa, luyện thành năm kiện hồn binh, uy lực nhất định là vô cùng kinh khủng. Hắn thu nhục thân kể cả năm tòa bí cảnh nguyên thần của tôn xà thần này vào trong không gian bí cảnh của chính mình. Thân thể Xà Văn Cứ cực kỳ khổng lồ, mà bí cảnh nguyên thần của hắn lại cũng không nhỏ. Thi thể tôn xà thần này rơi vào trong bí cảnh của hắn, thể phách liên miên như núi, vẫn như cũ tràn ngập thần uy kinh người. Trung lão gia, ta có thể lấy một chút thần huyết để bón phân hay không? Lúc này củ cải Hồ Tam Ông chợt ngẩng đầu hỏi lớn. Ngươi nhảy vào trong thần huyết tắm rửa cũng còn có thể kìa. Trung nhạc cười ha hả một tiếng. Đỉnh đầu Xà Văn Cử bị đâm ra mấy cái động lớn, máu chảy thành sông. Hồ Tam Ông quả nhiên là nhảy vào trong thần huyết, thỏa thích ngâm mình ở trong đó. Ôi chao, ngàn vạn dám đưa tặng thần huyết cho ta. Hồ Tam Ông ngẩng đầu nhìn về phía con đại xà này, trong lòng cảm động vạn phần. Không biết đám người Phương sư huynh, Cấm Nhi sư muội có chạy thoát được không? Trung nhạc phóng chạy về phía trước, vừa phân hóa nguyên thần, trùng hóa, hóa sinh huyền công, lại luyện tam định nguyên đan. Lần này, mặc dù hắn đạt được không ít bảo vật, nhưng hóa thân 3 tuần cũng bị giết chết, tổn thất cũng không nhỏ. Hóa thân 3 tuần là nguyên thần cộng thêm khí huyết của hắn phân hóa ra tạo thành, tu luyện tới phát thiên cảnh cũng phải hao tốn thời gian mấy năm. Mỗi một lần luyện lại cỗ hóa thân này trở lại cũng không dễ dàng gì. Lúc đó, trung nhạc là dùng dược lực của thánh dược Liên Hoa mới có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Hiện tại, thánh dược Liên Hoa sớm đã bị hắn ăn sạch, không còn thánh dược đẳng cấp này nữa. Muốn luyện trở lại cỗ hóa thân 3 tuần cần phải hao phí thời gian càng lâu hơn. Cũng may, thật may mắn, bên trong bí cảnh nguyên thần của Xà Văn Cứ cất giấu không ít linh đan thần cấp do tôn đại xà thần này luyện ra. Muốn luyện hóa thân 3 tuần trở lại cũng không quá phiền phức gì. Ngàn vạn dám đưa tặng linh đan, đây là tinh thần kính dâng đẳng cấp nào đấy? Trong lòng thiếu niên Trung Xuân Thị cảm thấy ấm áp. Sau khi ăn vào một quả linh đan thần cấp, lại cảm thấy trái tim càng ấm áp hơn. Trải qua mấy ngày, hắn đã bay ra khỏi khu bóng tối của mặt lưng côn tinh, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng, bắt đầu bắt gặp một số bộ lạc côn tộc. Hắn thần không biết quỷ không hay, bắt giữ một gã cường giả côn tộc luyện hóa thành cổ trùng của chính mình, trốn vào trong bí cảnh nguyên thần của con côn tộc này, mượn con côn tộc này yểm hộ chính mình lên đường. Kiếm môn ta bảo vật tuy nhiều, nhưng cường giả lại quá ít ỏi, chỉ khiến cho chính mình dẫn tới sát cơ và tai ương ngập đầu. Chỉ bằng luyện hóa càng nhiều cường giả côn tộc, để cho côn tộc trở thành một đại trợ lực của kiếm môn ta. Ánh mắt trung nhạc chớp động, sai sử con côn tộc này tìm kiếm bốn phía, tìm kiếm đám cự bá côn tộc. Sau khi tiếp cận, hắn sẽ đột nhiên bạo khởi, xuất thủ chấn áp cự bá côn tộc, tiến hành luyện hóa, luyện thành cổ trùng của chính mình. Hơn 10 ngày sau, một đoàn 20 mấy con côn tộc dạo chơi khắp nơi trên côn tinh. Đại bộ phận trong đó đều là côn tộc cấp cự bá, toàn thân đều là do thần kim chế tạo. Trung nhạc một đường càn quét, lại qua thời gian hơn một tháng nữa, lúc này mới đi tới chính diện côn tinh, nghênh đón ánh thái dương. Mà đám côn tộc bên cạnh hắn vẫn như cũ là 20 mấy con, cũng không có tăng thêm. Điều khiển côn tộc luyện thành cổ trùng chính là có yêu cầu cực cao đối với tinh thần lực và nguyên thần. Đám côn tộc mà trung nhạc bắt giữ này đều là cự bá, có vài con côn tộc pháp lực so với hắn thậm chí còn cường hoành hơn. Nếu lại mạnh mẽ luyện hóa một vài con cự bá côn tộc nữa, hắn sẽ không thể giá ngự đám cổ trùng này, tất nhiên sẽ gặp phản vệ. Ồ, đây là một trận thần chiến thật khủng bố à? Đột nhiên tâm niệm trung nhạc khẽ động, để cho đám cổ trùng do chính mình luyện hóa kia dừng lại. 20 mấy gã cự bá côn tộc xếp thành một hàng, chỉ thấy phía trước bọn họ là một mảnh nhân uân mênh mông, phạm vi mấy vạn dặm, hạo hạo đãng đãng, không có bất kỳ sinh cơ nào, toàn bộ đều là bị thần thông thần ma còn sót lại bao phủ. Nơi này là địa phương thần ma đại chiến, thần thông do bọn họ lưu lại vẫn còn đang bộc phát uy năng đáng sợ, biến nơi đây thành tuyệt địa tuyệt cảnh. Trong mơ hồ, trung nhạc nhìn thấy trong những thần thông ba động còn sót lại có một bức tranh đang phiêu nhiên phiêu đãng, hoa tuyết tung bay tán loạn, không khỏi khẽ nhíu mày một cái.
là Hoa Tuyết Đồ, cô Bạch Hầu. Hắn lại nhìn thấy dư ba thần uy do Huyền Băng Minh Kính lưu lại, tiếp theo lại nhìn thấy tàn ảnh do Băng Lâu 24 trọng thiên lưu lại. Bạch Thương Hải không thể phát huy uy năng của ba kiện thần binh cấp thần hầu này. Như vậy, kẻ tới khởi ba kiện thần binh này chỉ có vị thần của Bạch Trạch Thí đã bị ta thiêu đứt hai chân kia, Bạch Vân Thương thôi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, tinh tế cảm ứng, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn tình hình này, Bạch Vân Thương và Bạch Thương Hải nhất định là đã bị không chỉ có một tôn côn thần chặn đường, cho nên chiến trường mới sẽ kinh khủng như vậy, hình thành nên tuyệt cảnh như thế. Bạch Thương Hải chưa chắc đã chết. Nếu hắn đã chết, đạo khí thần dương ta lưu lại trong cơ thể của hắn tất nhiên sẽ quay trở lại trong cơ thể ta. Hắn vẫn còn sống, không biết đã rời khỏi côn tinh trở lại tổ tinh hay chưa. Sau một lúc, sắc mặt Trung Nhạc chợt trở nên ngưng trọng. Hắn hít mạnh một hơi thật dài. Đột nhiên từ trong bí cảnh nguyên thần của một gã cự bá côn tộc bay ra, pháp lực khẽ cuốn một cái, cuốn lên toàn bộ đám cự bá côn tộc, thu vào trong bí cảnh của chính mình, cất bước tiến vào phiến tuyệt cảnh này. Từng tấm huyền âm kỳ sạt sạt bay ra, đoàn đoàn bay lượn xung quanh hắn, bảo vệ bốn phía thân thể của hắn. Hắn cẩn thận hành tẩu trong phiến tuyệt cảnh này. Dư ba thần uy đáng sợ bốn phía phóng vọt tới. Trung Nhạc dùng huyền âm bách ma kỳ trận mạnh mẽ đón đỡ, bị chấn cho khí huyết không ngừng sôi trào, nhưng vẫn như cũ tiếp tục đi sâu vào trong tuyệt cảnh. Càng tiến vào sâu bên trong tuyệt cảnh, nguy hiểm cũng càng đáng sợ hơn. Mỗi một đạo thần thông còn sót lại thường thường đều dài tới mấy trăm dặm. Đám thần thông còn sót lại này thường thường đều là do đại thần thông lưu lại, hoặc là do thần binh cấp thần hầu lưu lại. Nếu không để ý rơi vào trong đó, tuyệt đối là một con đường chết. Cho dù là huyền âm bách ma kỳ trận cũng không che chở được cho hắn. Mà những đạo thần thông yếu hơn khác cũng đều có kích thước trăm ngàn trượng, mặc dù uy lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nếu bị dư ba quét trúng chính diện, không chết cũng sẽ trọng thương. Trung Nhạc cẩn thận hành tẩu xuyên qua đám thần thông, dùng thần nhãn thứ ba để dò xét động tĩnh của những dư ba thần thông này, gần lành tránh giữ. Nhưng cho dù là vậy, bị thương cũng là không thể tránh được. Chỉ ngắn ngủi vạn dặm, hắn vậy mà phải mất hơn 10 ngày mới đi xong. Trung Nhạc lại đi thêm mấy ngày đằng đẵng nữa, đột nhiên dừng bước lại, đảo mắt quan sát bốn phía, khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía một đạo thần hà, cao giọng nói: "Thương Hải huynh, ngươi có ở đây không?" Bên trong đạo thần hà kia đột nhiên xuất hiện, quang luân chuyển động, hiển lộ ra một cái bí cảnh nguyên thần tràn ngập khí tức thần thánh. Bạch Thương Hải từ trong quang luân bay ra, cả người đầy thương tích. Hắn vừa nhìn thấy Trung Nhạc, trong lòng nhất thời bi ai, quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn: "Trung sư huynh!" Trung Nhạc đỡ hắn đứng lên, đảo mắt quan sát khắp nơi, ánh mắt rơi xuống trên đạo quang luân kia, khẽ nhíu mày: "Bạch Vân Thương tiền bối, hắn vì bảo hộ ta đã chết trận rồi." Trong lòng Bạch Thương Hải cực kỳ bi thương, khóc thành lệ nhân. Thông đạo huyền băng chính là một cái bẫy, đám côn thần sớm đã mai phục ở nơi đó, mấy tôn thần ma còn lại đều đã chết trận cả rồi. Gia tổ dẫn theo ta chạy khỏi nơi đây, cuối cùng vẫn không thể nào chạy thoát được. Sao, một cái bẫy ư? Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống, vội vàng lấy ra một cây đồ đằng thần trụ liên lạc với Khâu Cấm Nhi. Sau một lúc, đồ đằng thần trụ khẽ chấn động. Khâu Cấm Nhi đáp lời, luôn miệng nói: "Sư huynh, không được đi qua thông đạo huyền băng." Trung Nhạc biết được bọn họ không có vấn đề gì, thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đột nhiên lại mát lạnh. Không thể thông qua thông đạo huyền băng mà trở lại tổ tinh, chẳng phải là nói chúng ta bị nhốt trên côn tinh này rồi sao? Thông đạo huyền băng là một cái bẫy đã bị đám côn thần canh gác. Thông qua nơi đó trở về tổ tinh chính là tự chui đầu vào lưới, chỉ có thể là một con đường chết. Còn nếu không thông qua nơi đó, muốn trở về tổ tinh, liền chỉ còn con đường bay ra côn tinh là có thể đi mà thôi. Bất quá, nghĩ muốn bay ra khỏi côn tinh, vậy thì cần phải đối mặt với lôi tầng thuần dương của côn tinh. Còn chưa luyện thành nguyên thần thuần dương, nhất định sẽ gặp phải lôi đình thuần dương tể lễ, căn bản không thể vượt qua cái cửa ải này. Thời điểm Trung Nhạc cảm ứng pháp thiên tượng địa, nguyên thần đã từng bay vào trong lôi tầng thuần dương, chơi đùa với lôi đình thuần dương. Nhưng nguyên thần của hắn vẫn không cách nào tránh khỏi gặp phải lôi đình thuần dương tể lễ. Nguyên thần hoặc là có thể tránh né lôi tầng thuần dương trên thiên không, nhưng nhục thân thì nhất định là không chống đỡ nổi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu cả hai con đường này đều không thể đi, vậy cũng chỉ còn có thể lưu lại trên côn tinh này. Nhưng bọn họ có thể tránh né nhất thời, còn có thể tránh né cả đời hay sao? Hiện tại mục đích chủ yếu của côn tộc là đối phó đám thần ma của tổ tinh. Nhưng nếu đám thần ma của tổ tinh đã tử thương sạch sẽ,
chỉ sợ đám thần minh côn tộc sẽ liền sưu tầm bọn họ. Cho dù bọn họ vẫn luôn trốn ở trong bí cảnh nguyên thần của các cự bá côn tộc, chỉ sợ cũng không thể trốn được sự truy tìm của đám côn thần mẫu thần kia. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, tiếp tục liên lạc với Khâu Cấm Nhi, ước định với nàng địa phương gặp mặt, sau đó quay sang nói: "Thương Hải huynh, ngươi đi cùng với ta chứ?" Bạch Thương Hải gật đầu, sau đó hai người cùng nhau rời khỏi phiến tuyệt cảnh này. Trải qua hơn 10 ngày, hai người mới đi ra khỏi phiến tuyệt cảnh. Trung Nhạc lại phóng xuất mấy con côn tộc cùng với Bạch Thương Hải chui vào trong bí cảnh nguyên thần của một con côn tộc trong số đó, điều khiển đám côn tộc này chạy đi. Lại qua thêm 6-7 ngày nữa, Trung Nhạc và Bạch Thương Hải mới đi tới địa phương ước định, chỉ thấy đã có hơn 30 gã luyện khí sĩ côn tộc đứng ở nơi đó. Trong bí cảnh nguyên thần của côn tộc, tinh thần lực Trung Nhạc tuôn trào ra, đối diện cũng có một cỗ tinh thần lực vọt tới. Hai cỗ tinh thần lực va chạm với nhau, nhất thời nhận ra thân phận lẫn nhau. Trung Nhạc và Bạch Thương Hải phi thân nhảy ra khỏi bí cảnh nguyên thần, chỉ thấy đám người Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi cũng nhao nhao đi ra. Phương Kiếm Các nhìn thấy hai người, ánh mắt chớp động, trên dưới quét nhìn Trung Nhạc và Bạch Thương Hải. Mà cô Hồng Tử thì phái ra côn tộc chính mình đã luyện hóa, tiến lên người người mùi vị trên người bọn họ. Thần nhãn thứ ba tại mi tâm Trung Nhạc mở ra, cũng trên dưới quan sát bọn họ, kiểm tra xem bọn họ có bị côn tộc phụ thể hoặc là khống chế hay không. Không có vấn đề. Cô Hồng Tử nhìn về phía Phương Kiếm Các, gật đầu một cái. Đám người nhất thời yên lòng. Thiên Ma Phi hiếu kỳ hỏi: Tình nhân còn lại đã chạy đi đâu rồi? Đã chết trận rồi. Trung Nhạc biết rõ người mà nàng muốn nói chính là hóa thân ba tuần của chính mình. Hắn bình thản nói. Đám ma nữ xung quanh nhất thời tiến lên, mồm năm miệng 10 hỏi han, nhao nhao ồn ào chất vấn, ngữ khí vô cùng không cam lòng nói: Sao có thể như vậy? Mau trả công tử ba tuần cho chúng ta, mau trả đi, mau trả lại cho chúng ta. Trung Nhạc bị các nàng làm tới mức đau đầu, trong lòng buồn bực nói: Ba tuần cũng là ta, cái đám ma nữ này lại không lo lắng cho ta, ngược lại đi lo lắng cho ba tuần. Đừng nói là bọn họ đã thật sự yêu thích hóa thân của ta rồi đấy. Hắn không quá hiểu rõ tâm tư của chúng nữ Thiên Ma Phi. Ba tuần mặc dù là hóa thân của hắn, mỹ nữ bên cạnh như mây, nhưng Trung Nhạc thủy chung vẫn giữ vẻ trong sạch với chúng nữ Thiên Ma Phi, chưa từng vượt qua quy củ. Bây giờ nhìn ý tứ của đám nữ tử này, xem ra bọn họ là càng yêu thích ba tuần hơn yêu thích hắn, cái bản thể này. Thật sự là kỳ quặc quái dị. Khâu Cấm Nhi nhìn về phía Bạch Thương Hải, ân cần hỏi: Bạch sư huynh, Bạch Vân Thương tiền bối đâu rồi? Lão nhân gia đã chết trận rồi. Trong lòng Bạch Thương Hải nhất thời bi ai, lại hu hu gào khóc. Khâu Cấm Nhi bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh hỏi: Bạch tiền bối và ngươi cầm theo thần binh của Bạch Khâu làm sao lại chết trận được? Bạch Thương Hải chần chừ một chút, cuối cùng cũng nói: Lúc đó có mấy tôn côn thần và mẫu thần vây công lão nhân gia ngài. Ta thấy lão nhân gia càng đánh càng hăng, mặc dù đã bị thương rất nặng, nhưng lúc tế khởi đám bảo vật hoa tiết đồ, uy lực lại càng lúc càng mạnh. Ta liền không nhịn được tán thán lão nhân gia hắn mấy câu, sau đó liền... Khâu Cấm Nhi vỗ về an ủi nói: Bạch sư huynh không nên tự trách mình, không phải là ngươi cái miệng quạ đen, mà là Bạch lão gia tử vì bảo hộ ngươi đã thiêu đốt tính mạng. Hắn càng đánh càng hăng, chỉ là hồi quang phản chiếu muốn bảo trụ ngươi mà thôi. Bạch Thương Hải vẫn như cũ ủ rũ chán nản. Lúc này Tân Hỏa lặng lẽ nói: Nhạc tiểu tứ, sau này ngươi cách xa hắn một chút đi. Cái gã Bạch Trạch Thị này quả thật là cái miệng quạ đen mà. Sau này ngươi tốt nhất là lưu lại chút tinh thần, ngàn vạn lần không được để cho hắn khích lệ ngươi. Hắn khen ngợi kẻ nào, kẻ đó sẽ chết càng nhanh hơn. Trung Nhạc yên lặng lắc đầu nói: Làm gì có loại sự tình này. Vừa rồi Cấm Nhi đã giải thích rồi, Bạch lão gia tử là vì bảo hộ hắn nên đã thiêu đốt tính mạng, hồi quang phản chiếu mà thôi. Đột nhiên lúc này Khâu Cấm Nhi chợt lặng lẽ truyền âm cho hắn nói: Sư ca, sau này tuyệt đối không thể để cho Bạch sư huynh khen ngợi ngươi. Thả tin là có, không thể tin là không. Bạch sư huynh tự hồ khen ngợi kẻ nào là kẻ đó liền xui xẻo à? Trung Nhạc nhất thời ngạc nhiên, im lặng không nói lời nào. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta nên nhanh chóng ly khai thôi. Lúc này Phương Kiếm Các đột nhiên nói: Trước trở lại mặt lưng của Côn Tinh, sau đó mới tìm đường thoát thân. Đám người trốn trong bí cảnh nguyên thần của một gã cự bá côn tộc điều khiển đám côn tộc lên đường. Trung Nhạc dò hỏi: Hiện tại bây giờ còn tôn thần ma nào của tổ tinh ta còn sống nữa không vậy?
Phương Kiếm Các lắc đầu nói: Trên đường chúng ta gặp qua hai trận đại chiến thần ma, hai tôn thần ma kia đều đã lần lượt bị bắt rồi. Mục đích chủ yếu của đám côn thần và mẫu thần chính là muốn bắt được thần ma của tổ tinh ta, huyết tế cho mẫu hoàng, mời mẫu hoàng hàng lâm. Đoán chừng đám thần ma này đều là lành ít dữ nhiều rồi. Cô Hồng Tử lên tiếng: Bọn chúng bố trí mai phục ở trong thông đạo huyền băng, chúng ta từ xa xa nhìn lại thấy trong đó có tồn tại cấp bậc thần ma đang chiến đấu, nhưng thắng thua không biết được. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao mới có thể rời khỏi côn tinh trở lại tổ tinh đây. Hắn nhìn lên tầng khí quyển côn tinh trên bầu trời, lôi tầng thuần dương chính là trở ngại cuối cùng của bọn họ. Lưu lại côn tinh đó tuyệt đối là một con đường chết, mà xuyên qua lôi tầng thuần dương cũng lại là một con đường chết. Thông đạo huyền băng lại không thể đi, cả ba con đường đều là đường chết. Trong lòng Trung Nhạc đột nhiên khẽ động nói: Ta thật ra là có biện pháp, hoặc là có thể rời khỏi côn tinh. Hắn lấy thi thể của xà thần xà phân cử ra nói: Chúng ta tiến vào trong thi thể tôn yêu thần này, sau đó tế khởi yêu thần, hoặc là có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương tiến vào trong tinh không. Kế sách này có khả thi không? Đám người liếc nhìn nhau một cái, nhao nhao gật đầu nói: Có lẽ khả thi, thần ma có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương, có thi thể của tôn yêu thần này bảo hộ, hẳn là có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương rồi. Trung Nhạc suy nghĩ một chút, quay sang hỏi Bạch Thương Hải: Thương Hải huynh, ngươi cảm thấy cách này có khả thi không? Bạch Thương Hải gật đầu nói: Ta cảm thấy khả thi. Trung Nhạc chần chừ một chút, ngược lại hỏi đốm lửa nhỏ trong thức hải: Tân Hỏa, ngươi cảm thấy có khả thi không? Ngữ khí Tân Hỏa có chút lười biếng nói: Các ngươi tuyệt đối sẽ bị đánh chết không còn một mảnh. Toàn thân Trung Nhạc run rẩy hỏi: Tại sao lại như vậy? Tân Hỏa bình thản giải thích: Sở dĩ thần ma có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương cũng không phải là bọn họ có loại thực lực này, mà là nguyên thần của bọn họ là thuần dương, lôi tầng thuần dương sẽ không chém bọn họ. Nhưng cho dù các ngươi có tiến vào trong cơ thể yêu thần, lôi tầng thuần dương vẫn sẽ cảm ứng được khí tức nguyên thần của các ngươi. Nguyên thần của các ngươi là thuần âm, khẳng định là sẽ bị thiên lôi thuần dương chém giết thôi. Hơn nữa các ngươi đã bị Bạch Trạch Thị quạ đen kia nói là khả thi rồi. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: Nhưng mà vẫn còn có nhục thân yêu thần ngăn cản thiên lôi thuần dương cơ mà. Không ngăn nổi, không ngăn nổi, nhục thân con cự xà này tuyệt đối sẽ bị chém nát thôi. Tân Hỏa cười lạnh nói: Đừng nghĩ rằng lôi tầng thuần dương không mạnh mẽ bao nhiêu, tiến vào tới khu vực hạch tâm của lôi tầng thuần dương, lôi đình thuần dương sẽ hóa thành tiên thiên thần long, lôi trạch long thần vẩn quanh ở trong đó áp chế đại xà. Chỉ sợ một kích thôi, nhục thân con cự xà này sẽ bị đánh thành tro bụi, mà các ngươi ở trong đó cũng sẽ tan xương nát thịt theo. Trung Nhạc nhất thời giận cả tóc gáy, âm thầm liếc mắt nhìn Bạch Thương Hải một cái, trong lòng thầm nghĩ: Lẽ nào Thương Hải huynh thật sự là Tào Bà Tinh linh thể trong truyền thuyết thế sao? Cái miệng của hắn thật sự quá độc ác rồi. Hắn suy tư trong chốc lát, đột nhiên lại có một chú ý, nói với đám người: Lợi dụng nhục thân của yêu thần khó có thể vượt qua lôi tầng thuần dương, bất quá chúng ta có thể bày bố truyền tống trận, truyền tống chúng ta rời khỏi côn tinh. Đám người hai mặt nhìn nhau, Phương Kiếm Các lắc đầu nói: Ta không biết bày truyền tống trận. Cô Hồng Tử cũng lắc đầu: Ta cũng không biết, trận pháp truyền tống chính là trận pháp thần cấp mà. Nếu có trận đồ còn có thể dựa theo đó mà thôi đóng, thế nhưng mà... Đám ma nữ bọn Thiên Ma Phi và đám người Tả Tưng Sinh, Điền Duyên Tông cũng đều nhao nhao lắc đầu. Trung Nhạc lại cười nói: Thế nhưng ta biết. Trong lòng mọi người kinh ngạc, có chút khó có thể tin nổi nhìn hắn, Trung Nhạc thúc giục đốm lửa nhỏ nói: Tân Hỏa, mau mau truyền thụ trận đồ truyền tống cho ta đi. Tân Hỏa nghi hoặc hỏi: Không phải ngươi mới vừa nói ngươi biết hay sao? À thì ý của ta vừa nói chính là ngươi biết mà. Trung Nhạc vội vàng nịnh hót nói: Truyền thừa chi hỏa vĩ đại, không gì không biết, không gì không làm được mà. Chỉ một cái trận đồ truyền tống thôi thì tính là cái gì chứ? Hai tay Tân Hỏa chống nạnh, cười ha hả nói: Những lời này ta thích nghe à. Tân Hỏa vĩ đại, không gì không biết được, không gì không làm được. Một cái trận đồ truyền tống nho nhỏ quả thật không tính là cái gì cả. Tới đây, ta truyền cho ngươi. À, đương nhiên rồi, ta không gì không biết, không gì không làm được. Nhưng nếu ngươi không học được thì không thể trách ta rồi.
trận đồ truyền tống chính là trận pháp thần cấp đấy. Không có thời gian 1-2 năm, ngươi đừng mơ tưởng nhìn thấu rõ ràng ảo diệu của những văn lộ đồ đằng này. Sao? Phải hao tốn thời gian lâu như vậy sao? Trung Nhạc nhất thời kinh hãi. Tân Hỏa cười lạnh nói, đây là đương nhiên. Hơn nữa, ta nói chính là ngươi học được Gia Long cần phải hao phí thời gian 1-2 năm. Nếu ngươi muốn tinh thông nó, ít nhất cần phải hao phí mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không chừng kìa. Môn trận pháp truyền tống này của ta không phải là trận pháp truyền tống thông thường. Môn trận pháp này cũng là một môn công pháp cực kỳ thần diệu, là Phục Hy đời thứ 9 Hy Hạo Thiên Đế sáng tạo ra, gọi là Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Vũ là không gian, trụ là thời gian. Vũ Thanh Trụ Quang chính là nhìn thấu không gian, vượt qua thời gian, tùy tâm sở dục đi tới bất kỳ một nơi hẻo lánh nào ở trong vũ trụ. Văn lộ đồ đằng bao hàm ở trong đó có hai loại, một loại là vũ, là đồ đằng không gian, một loại là trụ, là đồ đằng thời gian. Chính là hai loại văn lộ đồ đằng huyền diệu nhất thế gian. Nếu người có thể trong thời gian 1-2 năm học được Gia Long của nó cũng đã là thần tốc rồi. Dứt lời, hắn liền nhất thể hiện ra đồ đằng không gian và đồ đằng thời gian để cho Trung Nhạc tinh tế nghiền ngẫm, sau đó lên tiếng nói, người chi bằng thể hội hai chữ vũ trụ trước đi. Tổ tông sáng tạo ra hai chữ vũ trụ, trong đó tích chứa đạo lý cực kỳ to lớn. Vũ trụ nhìn qua giống như chỉ là không gian vô biên vô tận, nhưng trên thực tế cũng có sự biến ảo, biến hóa của thời gian. Người ở trong vũ trụ sẽ thấy thời gian trôi qua hoặc nhanh hoặc chậm, thậm chí là xuyên toa thời gian, nhìn thấy những sự tình không thể tưởng tượng, không thể hiểu nổi. Bộ môn công pháp này vốn dĩ chỉ có kẻ kế thừa mới có thể tu luyện, bất quá hiện tại tình thế bức bách rồi, liền miễn cưỡng truyền thụ cho ngươi vậy. Trung Nhạc cố gắng ghi nhớ đồ đằng không gian và đồ đằng thời gian, tinh tế thể ngộ. Những văn lộ đồ đằng này thật sự vô cùng phức tạp, viễn siêu hơn bất luận một loại văn lộ đồ đằng gì mà trước đây hắn từng nhìn thấy. Có thể tưởng tượng, nếu có thể lĩnh ngộ ra toàn bộ ảo diệu trong đó, chỉ sợ trong toàn thể đại thế giới này, hắn muốn đi tới bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào cũng đều có thể đi được. Tân Hỏa nói không sai, bộ công pháp này quả thật rất khó lĩnh ngộ. Thời gian 1-2 năm để lĩnh ngộ ra Gia Long cũng đã là thần tốc rồi. Thậm chí có khả năng ngay cả Gia Long cũng đều lĩnh ngộ không ra. Bất quá, môn công pháp này là công pháp truyền tống tinh không, có thể xuyên qua tinh không vô tận. Nhưng ta cũng không cần truyền tống đi xa như vậy, chỉ cần truyền tống ra khỏi Côn Tinh liền đã đủ rồi. Cũng chỉ là khoảng cách chừng vạn dặm mà thôi. Trung Nhạc lâm vào suy tư, lẩm bẩm nói, nói cách khác, ta chỉ cần lĩnh ngộ ra trận pháp thô thiển, có thể truyền tống chúng ta đi chừng hơn vạn dặm là được rồi. Hắn lấy ra từng khối thần kim, không ngừng chạm trổ điêu khắc, tìm hiểu ảo diệu của Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Trải qua thời gian hơn 1 tháng, thần kim bên cạnh của hắn đã chồng chất như núi. Lại qua thêm 1 tháng nữa, đám người bọn họ đã đi tới mặt lưng của Côn Tinh. Trung Nhạc lại bắt đầu điên cuồng điêu khắc. Trải qua mấy ngày, hắn đã kiến tạo ra một cái truyền tống trận siêu siêu vẹo vẹo. Tân Hỏa nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Thời gian 2 tháng, không ngờ Trung Nhạc thật sự đã làm ra được một tòa truyền tống trận đơn giản. Tòa truyền tống trận này thiếu khuyết không biết bao nhiêu văn lộ đồ đằng, có trời mới biết nó sẽ truyền tống các ngươi tới nơi nào. Đốm lửa nhỏ không khỏi không nói gì. Vào trận nào. Trung Nhạc tràn ngập lòng tin để cho đám người cùng nhau tiến vào trong trận. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, một loại văn lộ đồ đằng liên quan đến không gian, một loại văn lộ đồ đằng liên quan đến thời gian. Nghĩ muốn hoàn toàn hiểu rõ là chuyện khó khăn tới mức nào. Trung Nhạc chỉ tiêu tốn thời gian 2 tháng trời, có thể chỉnh lý ra nhiều văn lộ đồ đằng như vậy, bố thành một tòa truyền tống trận siêu siêu vẹo vẹo cũng đã là tương đối bất phàm rồi. Đám người phương kiếm khác đi ra khỏi bí cảnh nguyên thần của gã cự bá côn tộc kia, quan sát tòa truyền tống trận mà Trung Nhạc bố trí, chỉ thấy tòa đại trận này là một đám những cây cột dùng thần kim luyện thành, trên những cây cột điêu khắc một đám hoa văn đồ đằng đứt đoạn kỳ dị. Các đường văn lộ đồ đằng đứt đoạn trên các cây cột này sẽ tại thời điểm trận pháp thôi động tương liên lại với nhau, cấu thành một tòa đại trận hoàn chỉnh. Chỉ là những cây cột thần kim này nghiêng nghiêng ngả ngả, hoàn toàn bất đồng với những truyền tống trận trước đây bọn họ từng nhìn thấy, từng tưởng tượng, khiến cho tòa truyền tống trận này mang tới cho bọn họ những liên tưởng không quá tốt. Chờ một chút, đạo văn lộ đồ đằng này tựa hồ không đúng cho lắm rồi. Đột nhiên Trung Nhạc chợt đưa tay ngăn cản bọn họ tiến vào trong đại trận, tiến lên tu chỉnh một chút đám hoa văn đồ đằng trên một cây cột thần kim, sau một lúc lâu mới nói, được rồi, hiện tại có thể vào trận rồi. À, chờ thêm chút nữa đi. Đám người một trận không nói gì, trừng mắt nhìn Trung Nhạc bận bận rộn rộn,
không ngừng đảo quanh trước từng cây cột thần kim, khi thì điều chỉnh sửa chữa cây này, khi thì điều chỉnh sửa chữa cây kia. Vừa mới tuyên bố có thể, ngay sau đó lại đi chỉnh sửa. Qua một lúc thật lâu sau, Trung Nhạc không kiểm tra ra điểm sai lầm nào nữa, lúc này mới hài lòng mỉm cười nói: "Hiện tại nhất định đã thành công, mọi người có thể tiến vào được rồi." Bất luận là Điền Duyên Tông hay là cô Hồng Tử, trong lòng cũng đều cảm thấy có chút không quá đáng tin. Ngay cả Khâu Cấm Nhi trước giờ luôn luôn có lòng tin đối với Trung Nhạc nhất, lúc này đây cũng lần đầu tiên cảm thấy lòng tin đối với Trung Nhạc có chút không đủ. Thiên Ma Phi nhấp nháy mắt nhìn về phía Bạch Thương Hải, liền dò hỏi: "Ồ, Bạch Trạch Thị sư huynh đẹp trai, ngươi cảm thấy tòa truyền tống trấn của Trung Sơn Thị như thế nào?" Bạch Thương Hải chần chừ một chút, đánh bạo nói: "Ta cảm thấy tựa hồ không quá đáng tin." "Ồ, vậy thì có thể vào trận được rồi." Thiên Ma Phi nhất thời tràn ngập lòng tin, những người khác cũng lập tức mười phần dũng khí, cất bước tiến vào trong trận. Bạch Thương Hải có chút không nói gì, chậm rãi tiến vào trong trận, miệng vẫn còn lẩm nhẩm: "Ta thật sự cảm thấy không quá đáng tin mà." Trung Nhạc nghe hắn nói như thế cũng lập tức yên lòng. Có những lời này của Thương Hải huynh liền đã thành công hơn phân nửa rồi. Hắn lưu lại bốn gã cự bá côn tộc thôi động truyền thống trận, đám người đứng vào trong trận chỉ đợi trận pháp thôi động. "Không tốt rồi." Đúng lúc này, cô Hồng Tử đột nhiên thất thanh nói: "Đám côn tộc đã tìm kiếm tới nơi này rồi." Ở xa xa, trùng chiều ầm ầm ba động, tiếng côn trùng kêu chiêm chiếp ào ào truyền tới. Một mảnh côn tộc dập trời dập đất phóng vọt về phía này, thậm chí từ xa xa còn truyền tới từng cỗ thần uy sao động. Sắc mặt Vương Kiếm Các cực kỳ ngưng trọng: "Ngay cả côn thần cũng tới tìm kiếm chúng ta, Trung sư đệ, mau mau thôi động truyền thống trận đi." Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, bốn gã cự bá côn tộc kia lập tức thôi động trận pháp. Đám hoa văn đồ đằng trên từng cây cột thần kim dần dần sáng lên, từ trên đồ đằng trụ tản mát ra từng chuỗi văn lộ đồ đằng huyễn lệ. Các chuỗi văn lộ đồ đằng đan xen với nhau, hình thành ở dưới chân bọn họ đủ các loại quang văn đồ án. Quang văn đồ án càng lúc càng tỉ mỉ, càng lúc càng sáng ngời. Đột nhiên, một đạo quang trụ phóng thẳng lên cao, quang lưu cuốn theo đám người xông ra ngoài thiên ngoại. "Đã thành công rồi." Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, những người khác cũng đều yên lòng lại. Trong lòng ai nấy cũng đều thả xuống một tảng đá lớn. Đạo quang lưu kia mang theo bọn họ nhanh chóng tiến lên, xông thẳng về phía không trung. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Với tốc độ này, rất nhanh có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương, đi ra bên ngoài tinh không côn tinh. Bạch Thương Hải cũng vô cùng yên lòng, mỉm cười nói: "Tòa truyền tống trận này của Sung Sư Huynh tự hồ rất không tệ." "Im miệng." Chúng nữ Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi cực kỳ khẩn trương nói, sắc mặt Khâu Cấm Nhi cũng khẽ biến, lẩm bẩm: "Bạch Sư Huynh lại nói chuyện rồi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì mới phải." Trong lòng Trung Nhạc cũng lo lắng không thôi, đột nhiên Tân Hỏa chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi: "À đúng rồi, Nhạc tiểu tử, ta truyền tống trận này của ngươi có định vị không gian hay không vậy?" Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: "Định vị không gian gì chứ?" "Thì ngươi khởi động truyền tống trận, đương nhiên là cần phải định vị địa điểm truyền tống rồi." Tân Hỏa vào đầu bứt tai nói: "Lẽ nào ta không có truyền thụ trụ quang định vị pháp cho ngươi sao? Trụ quang định vị pháp là công pháp phụ thuộc của Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, công dụng chủ yếu là để định vị không gian, vô cùng quan trọng." "Không có, không có à?" Trên trán Trung Nhạc toát ra một hơi hột lớn chừng hạt đậu. "Nếu như không có trụ quang định vị pháp sẽ có hậu quả gì?" Tân Hỏa có chút suy tư nói: "Nếu như không có định vị không gian, tự nhiên là truyền tống lung tung, không có địa điểm mục tiêu cụ thể. Như vậy sẽ có thể truyền tống vào trong hắc động, bị hắc động thôn phệ nghiền nát kia, hoặc là có thể truyền tống vào bên trong tinh hạch, nhục thân tương dung với tinh hạch, biến thành quái vật nửa người nửa tinh hạch, hoặc là có thể truyền tống vào trong một nơi nguy hiểm, ví dụ như tiến vào trong bụng của một tôn côn thần chẳng hạn. Dù sao cũng là biến số rất lớn mà. Ta thật không có truyền thụ trụ quang định vị pháp cho ngươi hay sao?" Trung Nhạc nghe vậy tím mặt lại nói: "Tuyệt đối không có mà." Tân Hỏa có chút chột dạ nói: "Ừ, nhìn tình hình này, tòa truyền tống trận này tựa hồ không quá giống như truyền tống vào trong bụng tôn côn thần nào đó rồi, mà là truyền tống ra bên ngoài côn tinh. Phụ cận côn tinh hẳn là không có hắc động gì, cũng không có tinh cầu nào đủ lớn để có tinh hạch. Người cũng không cần quá lo lắng đâu." Mồ hôi hột trên trán Trung Nhạc càng lúc càng lớn, dương mắt nhìn ra bên ngoài đạo quang lưu.
chỉ thấy bọn họ đã bị truyền tống ra khỏi tầng khí quyển Côn Tinh, không biết sẽ bị truyền tống tới nơi mịt mờ nào trong vũ trụ mênh mông. Hắn lẩm nhẩm, lẽ nào Thương Hải sư huynh thật sự là tà bà tinh linh thế trong truyền thuyết hay sao? Hắn nói cái gì, cái đó liền không linh ư? Hơn nữa lúc này hiển nhiên tòa truyền tống trận mà hắn bày bố đã xuất hiện vấn đề gì đó, quy tích truyền tống không giống với bình thường. Đạo quang lưu truyền tống không ngờ kẹo trái kẹo phải, liên tục vẽ ra từng đạo vòng tròn trong tinh không, sắc mặt Trung Nhạc tối sầm lại. Ta quả thật vẫn chưa hiểu rõ bao nhiêu đối với đám đồ đằng không gian và đồ đằng thời gian kia. Tòa truyền tống trận này thật sự có chút không hoàn chỉnh. Đột nhiên đạo lưu quang truyền tống chợt rung động kịch liệt. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức cảm giác được đại trận truyền tống đã bị quấy nhiễu. Sắc mặt của đám người còn lại trong đạo quang lưu càng là vàng như đất, bị dọa tới mức mất hồn mất vía. Khâu Cấm Nhi đột nhiên quay sang nói với Bạch Thương Hải. Bạch Thương Hải, mau nói chút gì đó đi. Ừ, nói cái gì bây giờ? Bạch Thương Hải có chút mờ mịt. Càng xấu càng tốt à? Đám người chăm miệng một lời cùng hét lên. Ta cảm thấy chúng ta hơn phân nữa là phải chết ở chỗ này rồi. Bạch Thương Hải nhắm mắt kêu lên. Lúc này bên cạnh đại trận truyền tống dưới Côn Tinh, vô cùng vô tận côn tộc nhào tới, không chút sợ hãi, chằng chằng chịt chịt bao phủ đại trận truyền tống. Bốn gã cự bá côn tộc mà Trung Nhạc lưu lại bên cạnh truyền tống trận căn bản không thể ngăn cản được nhiều côn tộc như vậy. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn côn tộc nhao nhao tiến nhập vào trong truyền tống trận, bị quang lưu truyền tống cuốn lên, xông thẳng lên thiên không. Tòa truyền tống trận này vốn dĩ 10 phần đơn sơ, thừa nhận đám người Trung Nhạc cũng đã là cực hạn của trận pháp rồi. Lúc này vô cùng vô tận côn tộc nhao nhao tiến nhập vào trong truyền tống trận, đã vượt qua giới hạn gánh vác của tòa đại trận này, nhất thời khiến cho những cây cột thần kim hình thành nên đại trận phát sinh thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. Truyền tống trận sao? Khốn kiếp thật. Đột nhiên một tôn côn thần từ xa bay tới, mạnh mẽ đáp xuống bên cạnh truyền tống trận, phất ống tay áo một cái. Đám côn tộc từ bốn phương tám hướng tuôn trào về phía truyền tống trận đều bị hắn hất văng ra ngoài. Đều cút hết cho ta. Đạo quang lưu truyền tống rung động càng lúc càng kịch liệt. Đột nhiên từng cây cột thần kim nhao nhao đổ nát, bị ép thành bột mịn. Mà bốn gã cự bá côn tộc điều khiển đại trận kia cũng bị chấn cho thổ huyết, bay ngược về phía sau. Đại trận ầm ầm tan vỡ, vô số côn tộc từ giữa không trung nhất thời chi chi chít chít rơi xuống, giống như không trung hạ xuống một trận mưa côn trùng vậy. Mà trong khoảng thời gian ngắn này đã có không biết bao nhiêu côn tộc bị truyền tống tới lôi tầng trên thiên không, tiến vào trong lôi tầng thuần dương. Lúc này đại trận tan rã, trên không trung mặt lưng côn tinh nhất thời lôi đình bạo phát, vô số đạo lôi đình lôi điện chằng chịt quần loạn trên không trung, ầm ầm đùng đùng không ngừng chém xuống. Ao, một tiếng long ngâm khủng bố vang lên trong lôi tầng thuần dương. Trên bầu trời một mảnh lôi trạch vô biên vô tận xuất hiện, lôi đình thuần dương đã hình thành một mảnh đại trạch bát ngát. Một tôn thần long to lớn khôn cùng cuốn mình ở trong đó, đột nhiên há miệng giống lớn một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi đánh cho đám côn tộc kia vỡ nát. Vẫn là đã muộn một bước rồi. Sắc mặt tôn côn thần kia phẫn nộ, ánh mắt quét qua truyền tống trận đã bị chấn nát kia, phẫn nộ không chỗ phát tiết. Cái đám tiểu tử này ép vỡ truyền tống trận, ngay cả ta cũng không thể tìm kiếm được bọn chúng đã truyền tống tới nơi nào. Thành sự không đủ, bại sự có thừa, làm hư mất đại sự của ta. Hắn tức giận hừ lạnh một tiếng, nhất thời vô số côn tộc bốn phía bị chấn cho nhất tề thổ huyết. Không ngờ trong đám luyện khí sĩ của tổ tinh còn có tồn tại hiểu được truyền tống trận. Loại trận pháp đẳng cấp này chỉ một tên luyện khí sĩ cũng có thể học được hay sao? Lúc này bốn gã cự bá côn tộc do Trung Nhạc lưu lại kia đột nhiên nhào tới, toàn lực công kích về phía tôn côn thần này. Tôn côn thần này cười lạnh, mở miệng hút một cái, hút bốn gã cự bá côn tộc vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía lôi trạch bát ngát xuất hiện trên bầu trời, trong mắt cũng lóe lên một tia sợ hãi. Phiến lôi trạch bát ngát này là do lôi đình thuần dương hình thành, càng đã tạo thành lôi trạch thần long vô cùng đáng sợ, đối với hắn cũng có lực uy hiếp và cảm giác chấn nhiếp cực lớn, khiến cho hắn cũng không dám tùy tiện mà xuyên qua. Cũng may đám côn tộc ở trong lôi tầng thuần dương đã bị rào sát không còn, lôi trạch và lôi trạch thần long cũng đang dần dần trở nên ảm đạm. Bọn chúng chỉ vừa mới truyền tống rời khỏi, sẽ không đi quá xa rồi. Tôn côn thần này đợi cho lôi trạch và thần long biến mất, lập tức phóng người bay lên, lao thẳng về thiên ngoại,
hắn cười lạnh nói: "Truyền tống tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết khí tức chưa tan, chỉ cần bắt được tia khí tức này sẽ có thể tìm được bọn chúng. Nghĩ muốn chạy khỏi Côn Tinh ta sao? Nằm mơ đi." Hắn dù sao cũng là một tôn thần minh, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm đã truy tìm được khí tức truyền tống, bay ra khỏi tầng khí quyển Côn Tinh, theo dấu mà đi. Một lúc lâu sau, sắc mặt tôn côn thần này tái nhợt, trở nên vô cùng khó coi. "Đám khốn kiếp, đây là truyền tống trận gì chứ? Mang theo ta một vòng rồi lại một vòng bay lượn vèo vèo thành vòng tròn trong tinh không. Các ngươi là muốn đùa giỡn ta hay sao?" Tôn côn thần này không khỏi giận dữ. Hắn theo dấu phi hành không biết bao nhiêu vạn dặm, vậy mà đạo quang lưu truyền tống này không ngờ lại quẹo trái quẹo phải trong tinh không, căn bản là không có phương hướng cố định. Không có phương hướng cố định, nói một cách khác, đám người trung nhạc có thể bị truyền tống tới bất kỳ một phương hướng nào. Trong tinh không mịt mù, làm sao có thể tìm kiếm được đây? "Người thật sự là biết bố trí truyền tống trận sao?" Tôn côn thần này không ngừng lớn tiếng mắng chửi, lại tiếp tục truy tìm. Tiếc rằng khí tức truyền tống rất nhanh đã biến mất. Hắn lại sưu tầm thêm một lúc nữa, lúc này mới ôm hận mà quay về. Một tên đầu gỗ bày trận lung tung thôi. Tôn côn thần này cả giận nói. Mà ở trong tinh không, thời điểm đạo quang lưu truyền tống biến mất, đám người trung nhạc nhất thời giống như không thể khống chế, bị hất bay vô định ở trong tinh không, bay thẳng về phía một quả tinh cầu hình dáng giống như một cái mũ rơm. Quả tinh cầu này chính là một quả hành tinh thứ 6 trong tinh hệ. Cái vành đai mũ rơm thật ra là tập hợp của chi chi chít chít những tinh trần và nham thạch, khối băng cùng với từng quả tinh cầu khá nhỏ, có tới khoảng 6-70 quả tinh cầu nhỏ ở trong vành đai này. Bọn chúng xoay quanh quả tinh cầu ở trung ương vô cùng huyễn lệ. "Chúng ta có thể nào sẽ bị đâm chết hoặc là hòa làm một thể với những quả tinh cầu này hay không đấy?" Bạch Thương Hải còn định nói thêm gì nữa nhưng đã bị đám người ba chân bốn cẳng bịt miệng lại. Đám người kinh hồn tăng đảm nhìn về phía vòng tinh hoàn càng lúc càng gần. Đám người Phương Kiếm Các, cô Hồng Tử và Trung Nhạc lập tức thi triển thần thông, toàn lực đánh về phía trước, không ngừng giảm tốc độ. Qua một lúc lâu sau, tốc độ của bọn họ rút cuộc cũng càng lúc càng chậm lại. Bất quá, dựa theo tốc độ này đụng thẳng về phía trước, khẳng định vẫn là bị đụng cho tan xương nát thịt. Đột nhiên, đám người chợt chuyển rời phương hướng, tránh né một quả tinh cầu nham thạch chí mạng. Cô Hồng Tử tế khởi một gã cự bá côn tộc, hình thái con nhện. Gã cự bá côn tộc này không ngừng phun ra sợi tơ bắn ra phía ngoài, kết thành một tấm lưới lớn, xoạt một tiếng bắn ra, chụp lấy quả tinh cầu nham thạch vừa mới từ bên cạnh bọn họ sát người mà qua kia. Hàm răng của gã cự bá côn tộc kia cắn chặt sợi tơ nhện, dùng sức kéo mạnh, rốt cuộc cũng khiến cho tốc độ của đám người không ngừng giảm xuống. Mà hàm răng do thần kim chế tạo trong miệng gã cự bá côn tộc kia cũng bị kéo cho từng cái răng cãy nìa, máu tươi đầm đìa. Sau một lúc lâu, tốc độ của bọn họ dần dần cũng chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng hẳn lại. Mà gã cự bá côn tộc kia cũng bị lực xé rách thật lớn khiến cho bất tỉnh. Cô Hồng Tử thu hồi gã cự bá côn tộc này lại, đám người bay về phía quả tinh cầu nham thạch kia, đứng lên trên đó. Sau khi chân đạp mặt đất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một trận, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hành trình truyền tống lần này thật sự quá hung hiểm, biến số cũng quá nhiều, cơ hồ khiến cho người ta không thể nào dự liệu được sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Trong lòng Phương Kiếm Các khẽ động, đảo mắt quan sát bốn phía. Quả tinh cầu này không lớn, chỉ có phương viên chừng ngàn dặm. Hắn lên tiếng nói: "Chúng ta hẳn là đang ở trên thổ diệu tinh. Nếu thổ diệu linh thế có ở chỗ này, nhất định sẽ có thu hoạch to lớn đấy. Thật đáng tiếc à." Hắn lắc lắc đầu. Thổ diệu linh thể chính là Phong Vô Kỵ, đã phản bội nhân tộc, trở thành đại tế tư của Hiếu Mang thần tộc. Trước đây quan hệ giữa hắn và Phong Vô Kỵ chính là tốt nhất, hiện tại hồi tưởng lại vẫn còn thưởng thức không thôi. Điền Duyên Tông đột nhiên nói: "Vượt qua thổ diệu tinh sẽ là mộc diệu tinh. Khâu Sư Muối chính là mộc diệu linh thể. Nếu có thể tiến vào mộc diệu tinh tu luyện, thu hoạch nhất định là kinh người tới cực điểm." Khâu Cấm Nhi lắc đầu nói: "Mộc diệu tinh là lãnh địa của Côn Bằng thần tộc, chỉ sợ chúng ta không thể tiến vào mộc diệu tinh rồi. Hơn nữa nơi này cũng cách mộc diệu tinh quá xa, cách tổ tinh lại càng xa hơn. Nếu chúng ta cứ như vậy một đường bay qua, không biết phải tới năm nào, tháng nào mới có thể trở lại tổ tinh." Đám người nhất thời lộ ra thần sắc lo lắng. Với khoảng cách này, bọn họ chỉ sợ cần phải phi hành thời gian chừng 10 năm mới có thể trở về tới tổ tinh.
mà trước đó không khí trong bối cảnh nguyên thần của bọn họ sớm đã bị tiêu hao hết sạch, ngạt thở đến chết đi trong tinh không từ lâu rồi. Trung Nhạc khó khăn một tiếng nói. Cấm Nhi, quên mất là ta biết trận pháp truyền tống rồi sao? Hắn vừa mới nói xong, đám người không khỏi đều dùng mình một cái. Bọn họ đã bị truyền tống một lần rồi, chỉ một lần thôi cũng đã bị sợ tới vỡ mật. Truyền tống trận của Trung Nhạc, bọn họ thật sự không muốn lại ngồi thêm một lần nào nữa. Bạch Thương Hải thở dài một tiếng, lẩm bẩm: Thông đạo côn tinh vẫn còn, các thần ma của tổ tinh ta đã tử thương sạch sẽ, chẳng biết lúc nào côn tộc sẽ hàng lâm tổ tinh, mà chúng ta lại bị khốn ở chỗ này. Tổ tinh ta thật sự là ở trong thời kỳ nhiều tai lắm kiếp mà. Sắc mặt đám người nhất thời ngưng trọng, cũng không kẻ nào lại nói hắn là cái miệng quạ đen, bởi vì những gì hắn nói đều là tình hình thực tế. Hành trình côn tinh lần này, mặc dù bọn họ vẫn còn sống, nhưng cũng chỉ là một đám bọn họ mà thôi. Gần 3.000 luyện khí sĩ đan nguyên cảnh trở lên còn lại hết thảy đều đã tăng thân trên côn tinh. Thậm chí ngay cả hơn 10 tôn thần ma tổ tinh kia, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có ai trốn thoát được. Các thần ma trên tổ tinh tổng cộng cũng chỉ có khoảng 1-20 tôn, lần này chết trên côn tinh hơn 10 tôn. Đám thần ma còn lại làm sao có thể chống đỡ được đám côn thần, mẫu thần của côn tộc đây? Hơn nữa, cho dù đám người Trung Nhạc có được đầy đủ không khí, có được đầy đủ bổ cấp, có thể để cho bọn họ chống đỡ tới lúc bay về tổ tinh, chỉ sợ cũng đã là sự tình mấy chục năm sau rồi. Mà khi đó sợ rằng côn tinh sớm đã hàng lâm tổ tinh 10 năm đằng đẵng, tộc nhân và thân nhân của bọn họ chỉ sợ sớm đã thi cốt lạnh lẽo rồi. Trung Nhạc đột nhiên linh quang khẽ động, đề nghị nói: Chờ một chút, có lẽ chúng ta có thể dùng kén hoa thi thần giáng ngự một quả tiểu hành tinh bay về phía tổ tinh. Kén hoa thi thần có thể thôi động một quả tinh cầu khổng lồ như côn tinh xuyên toa tinh không, thôi động một tiểu hành tinh thể tích nhỏ hơn gấp vạn lần, tốc độ nhất định sẽ càng nhanh hơn. Chúng ta có thể mượn lực đẩy của kén hoa thi thần đẩy tiểu hành tinh này bay tới phụ cận tổ tinh. Cô Hồng Tử trầm ngâm nói: Có lẽ biện pháp này có thể khả thi. Bạch sư đệ, người im miệng đi, đừng nói gì. Bạch Thương Hải vốn đang định nói gì, nghe vậy liền ủy khuất ngậm miệng lại. Trung Nhạc nghĩ tới liền làm, lấy cây đèn đồng ra, dự định lấy một đóa kén hoa thi thần ra. Đột nhiên Thánh Nữ Phi chợt nói: Tướng tình nhân, người có thể sử dụng kén hoa thi thần đẩy khỏa tiểu hành tinh này về phía tổ tinh, vậy có thể đẩy khỏa tiểu hành tinh này về phía côn tinh hay không? Trung Nhạc gật đầu nói: Tự nhiên là có thể, bất quá cần phải tính toán tốt quy tích vận hành của côn tinh. Mà ý của ngươi là? Trong lòng của hắn khẽ chấn động, nhất thời minh bạch ý tứ của Thánh Nữ Phi. Đẩy một quả tiểu hành tinh về phía côn tinh để cho nó va chạm với côn tinh, hai quả tinh cầu va chạm với nhau, mặc dù không có khả năng đụng nát côn tinh, nhưng tuyệt đối sẽ có thể khiến cho côn tộc trên côn tinh tử thương sạch sẽ. Thậm chí ngay cả côn thần, mẫu thần cũng có thể bị động chết không ít. Càng quan trọng hơn chính là nếu có thể đụng gãy cái thông đạo do cái miệng tôn mẫu hoàng hình thành kia, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Trong lòng Trung Nhạc phành phành nhảy loạn, nhưng Khâu Cấm Nhi chợt lắc đầu nói: Làm sao tính toán được quỹ tích vận hành của côn tinh? Làm sao tính toán được tốc độ và phương hướng di chuyển của côn tinh đây? Không chỉ như vậy, còn phải tính toán ra tốc độ và phương hướng di chuyển của tiểu hành tinh. Không thể có bất cứ một điểm sai lầm nào, bằng không căn bản là không thể đụng chúng được. Nghĩ muốn va chạm với côn tinh thật sự là quá khó khăn rồi. Thể tích của côn tinh mặc dù khổng lồ, nhưng ở trong tinh không bao la hạo hãn cũng chỉ là một hạt mè cách xa ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn là hạt mè đang không ngừng phi hành. Dùng một hạt mè nhỏ hơn cả trăm ngàn lần đi va chạm với một hạt mè đang lúc phi hành ngoài ngàn dặm khác, độ khó có thể tưởng tượng. Ta có thể tính toán được quỹ tích của côn tinh, đảm bảo có thể đánh trúng được. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, lập tức hỏi Tân Hỏa ở trong thức hải: Tân Hỏa, chủ quang định vị pháp có thể tính toán ra quỹ tích của côn tinh hay không? Tân Hỏa gật đầu một cái, Trung Nhạc lập tức lên tiếng: Mau, mau chuyển nó cho ta, ta muốn định vị côn tinh, sau đó cấp cho côn tộc trên côn tinh một cái đại kinh hỉ. Muốn linh hội trụ quang định vị pháp cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù môn pháp quyết này là công pháp phụ thuộc của Vũ Thanh trụ quang huyền kinh, thế nhưng cũng không dễ dàng học được như vậy đâu. Ta đoán chừng người ít nhất phải tốn thời gian nửa năm kìa. Tân Hỏa vừa mới nói tới đây, đột nhiên im miệng lại, truyền thụ trụ quang định vị pháp cho Trung Nhạc. Trong lòng thầm nghĩ:
Lúc trước ta từng nói hắn ít nhất phải tốn thời gian 1-2 năm mới có thể học được gia lông của Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Không ngờ hắn ta chỉ mới 2 tháng đã có thể bày ra một tòa truyền tống trận. Xem ra lời nói vẫn là không nên nói quá mức vẹn toàn. Tránh cho tên gia hỏa này chỉ vài ngày đã học được, khiến cho ta xấu hổ mà mất mặt. Trụ quang định vị pháp này quả thật vô cùng phức tạp. Trụ quang chính là thời gian, ngôi sao của vũ trụ lúc nào cũng luôn biến ảo, vẫn luôn không ngừng đang lúc vận động, rất khó tính ra vị trí chính xác của một ngôi sao. Bởi vì tinh quang mà ngươi đang nhìn thấy rất có thể là quang mang do ngôi sao phát ra ở mấy vạn dặm, mấy vạn năm trước, thậm chí là mấy trăm vạn năm trước. Mà hiện tại ngôi sao kia sớm đã không còn ở nơi đó nữa rồi. Cho nên nếu muốn truyền tống trong tinh không, như vậy nhất định phải có một môn định vị pháp vô cùng chuẩn xác, định vị chính xác vị trí của một ngôi sao. Mà cái này lại cần dùng tới tinh quang để tính toán quỹ tích. Nguyên lý trong đó vô cùng phức tạp, tính toán lại càng phức tạp hơn. Hơn nữa còn cần phải căn cứ vào tinh quang để tính toán dòng hấp lực, sóng hấp lực đối với sự thay đổi quỹ tích vận chuyển của một ngôi sao. Hơn 10 ngày sau, Trung Nhạc đứng dậy, thần nhãn thứ 3 mở ra, nhìn về phía Côn Tinh, bắt giữ tinh quang do Côn Tinh và các tinh cầu phụ cận của Côn Tinh chuyển tới. Đột nhiên tinh thần lực của hắn tuôn ra, chỉ thấy từng điểm tinh quang dần dần hiện ra xung quanh hắn. Từng khỏa ngôi sao xuất hiện, đây rõ ràng là hư ảnh của tinh hệ Thái Dương, mà hư ảnh của Côn Tinh cũng xuất hiện ở trong đó.